Mình là một người yêu mèo và mình càng yêu loài mèo hơn khi bọn chúng có thể làm việc để kiếm ra tiền cho mình. Mình đã chơi rất nhiều game mà mình bắt bọn mèo làm việc kiếm tiền. Đây cũng là một game như vậy. Tiệm bánh của loài mèo. Đấy. Và tiệm bánh của loài mèo này đang đón chào một con đầu tiên, loài vật đầu tiên chính là con thỏ các bạn ạ. Và con thỏ có tiền nha. Có tiền để đến đây để mua bánh. Ok, rồi skip đi. Đi đây. À, nhưng mà mình với vai trò là một người chủ, mình phải xây dựng cái tiệm bánh này đã. Bây giờ phải vào trong cửa hàng này, đó. Thôi bây giờ là phải mình mua một cái bàn. Ui dồi ôi, giá gì đây? Rồi thôi rồi, ui, bàn gì mà giá 7.000 đô này. Thôi, mua bàn 1.100 đô thôi. Đấy, bàn lởm lởm thôi. Rồi, con thỏ này, nó đi ngồi đi. Rồi, nó thèm ăn bánh này. Ok, bây giờ mình sẽ ra đây để lấy cái... Ủa? Mình không ngờ là mèo nhà mình nó có thể làm bánh nhanh như vậy đâu đó. Bấm vào chỗ bàn con thỏ rồi mà có bánh liền luôn. Sao con thỏ này cũng ăn nhanh cũng nhanh không kém. Rồi xin tiền. Ok, có tiền rồi. Chúng ta sẽ trở nên giàu có sớm thôi. Yeah, nên như vậy, nghe chưa? Chúng ta mở cái tủ bánh để bày bánh ra cho khách đến để khách lựa bánh nào để mua. Mình sẽ phải bồi thêm một cái hũ. Hũ đựng tiền để mà cho bọn mấy con vật trong cái khu rừng này đến ăn xong nó bỏ tiền vào đó. Ok, bây giờ mình sẽ phải đi gọi là quảng cáo cái tiệm bánh này. Ê, thật sự là mình quá lười đó ạ. Mày có thể làm hết mọi việc được không hả? Con mèo đeo nơ kìa. Sao tao có phải cái việc gì phải đến tay tao vậy hả? Ok, xin chào gà. Mày ngồi vào đây đi. Ăn cái gì? Ăn cứt. Rồi, hình như là các con vật trong này ấy, chúng nó chỉ có ăn một loại bánh duy nhất thôi các bạn ạ. Mà kể ra bây giờ bọn nó muốn ăn thêm thì cũng đâu có cái nào đâu. Đây này, cửa hàng có đúng một loại bánh thôi à. Chỉ cần mở cửa hàng ngày đầu tiên thôi mà mình đã có được 2 viên kim cương. Mà kim cương trong này làm gì thì mình chưa biết lắm. Ngoài cửa còn đến 15 vị khách nữa mà bây giờ mình có 2 cái bàn như này thì làm sao mà đủ. Đây này, vừa mới nói xong phải mua thêm cái bàn thứ 3. Sao giá bàn nó leo thang này. Nãy còn nhớ là có 300 đồng mà sao giờ bàn nó đã 550 đồng rồi. Ê, mà cái hũ này mình lấy tiền được chưa? À, cái này là hũ đựng tiền bo của mấy con vật trong khu rừng. Nó ăn bánh mà thấy ngon thì nó sẽ bo tiền cho mình. Mỗi phút là mình sẽ được bo tiền là 20 đô. Rồi ôi, bèo vãi trưởng ạ. Rồi ăn đi, ăn đi. Ok, mình đã có đủ tiền rồi. Mua cái bàn thứ 3 đi nào. Mua luôn. Yes. Đó, quán của mình bắt đầu là có nhiều chỗ hơn cho khách rồi đấy. Vâng các bạn ạ, mình không nghĩ rằng là tụi mèo chúng nó lại có thể có khả năng làm được nhiều việc như thế này. Bọn nó bán bánh bọn nó cũng làm được nữa thì không hiểu là bọn mèo này chắc giờ chỉ còn là chinh phục thế giới là bọn nó chưa làm được thôi. Bây giờ mình phải mua một cái bảng menu. Cửa hàng có một loại bánh thì còn là còn đòi menu. Rồi không đủ tiền luôn. À, chúng ta có thể đổi kim cương thành tiền. Đây, 40 kim cương là được 30.000 tiền, 30.000 đô. Chúng ta có thể nạp lần đầu để mua kim cương. Với gần 1 triệu đồng được 1.100 kim cương. Thôi, nhà bạn nào đại gia thì mua chứ mình thì thôi đấy, thua. Mình sẽ có một cái thực đơn để cho các con vật này lựa chọn bánh. Chúng nó chọn, mặc dù chúng nó chọn như nào thì cũng chỉ có một loại bánh thôi mà. Có vẻ như là đã là một cửa hàng khá ổn rồi đấy. Yeah. Tiền của tao chi cho cái này làm gì nữa. À đây rồi. Bây giờ mới đến lúc để làm bánh mới đấy các bạn ạ. Đó. Đúng rồi. Phải làm bánh mới thì khách mới đến ăn được chứ. Chúng ta có bánh mì sữa. Nhưng mà lại chưa đủ thành phần để làm. Gì đấy? Đây là sữa. Bấm hết vào sữa. À, chúng ta có thể lấy thành phần bằng cách là bấm vào những cái ô mà có thành phần giống nhau. Ví dụ như cái này này. Đang có cái này là cái lúa mì này. Bấm vào cái. Đó là ăn hết luôn. Đây là sữa này. Đó, đủ sữa này. Cái này sô-cô-la. À, mình có giới hạn số lần nha. Số lần bấm và số thời gian này. Ô, cái này được này nhiều này. Đây, còn cái này. Cái này nữa. Đó. Một đống luôn. Yes. Mình đã đủ thành phần. Và bây giờ đủ nguyên liệu rồi. Làm bánh mì bơ sữa nào. 3, 2, 1. Xong. Ok. Nhưng mình còn mở khóa được một khách hàng mới à? Rồi còn cả một cái thực đơn mới nữa. Thực đơn mới là bánh sô-cô-la. Rồi ok được rồi, từ từ đi. Về lại cửa hàng bánh đã. Rồi đó. Khách bắt đầu lựa chọn cái món bánh mì bơ sữa của mình rồi. Rồi mua thêm cái bàn nữa đi. Xổi giờ nhiều tiền rồi. Cho thêm một cái bàn nữa. Xin tiền, đúng rồi. Rồi, bắt phải xem quảng cáo các bạn ạ. Cho dù chơi trò gì cũng là nô lệ của tư bản, đều phải xem quảng cáo hết. A few moments later. Ngoài các bạn ơi, bây giờ bắt đầu là cái hoạt động của tiệm bánh của mình đã bắt đầu là trở nên cực kỳ nhộn nhịp rồi. Nhưng mà vấn đề là mình, các bạn để ý nãy giờ là toàn là mình làm việc không à? Không thấy bóng dáng của cái con mèo nhà mình đâu. Nó để hết lại việc cho chủ nó làm này này. Chúng ta có thể thuê nhân viên. Mọi thứ có thể dễ hơn. Nhân viên là chúng ta thuê quản lý. À đây. Bây giờ bọn mèo nó mới về này. Bọn mèo này đó, bọn nó lười quá rồi. Bây giờ mình phải bắt bọn nó làm. Con mèo quản lý này, Keter, nó sẽ có hiệu
nó sẽ có kỹ năng là hiệu ứng của cái nút quảng cáo cho khách mời khách đến là nhân đôi lên, với giá là 2.000 đô để thuê con này về. Còn con này là 30 kim cương. Đây là chính là cái con Mote, cái con mà nãy giờ nó nói chuyện với mình này. Và chúng ta còn có cả những con mèo làm bồi bàn. Rồi đây là thuê mèo làm bồi bàn này. Từ từ rồi mình đang làm cũng phải thuê cái thằng thằng Keter này thôi. Rồi xong rồi, game nó bắt mình là phải xem quảng cáo đúng không? Đúng là bọn mèo này nó có ý đồ cả. Các bạn thấy nó mất dạy chưa? Nó bắt mình là phải xem quảng cáo thì tiệm bánh của mình mới có khách. Còn không á là không có ai đến luôn á. Nhưng mà không nha. Từ nãy đến giờ khách là cho hơi bị nhiều tiền gọi là tiền bo rồi. Mở hộp ra lấy thôi. Đó, đủ luôn. Thôi thằng này về. Rồi, có ngay vị khách nữa. Rồi, thằng này là gấu mặt sẹo à? Căng nhờ. Rồi, có luôn một quản lý ở đó. Đấy, thì chọn quản lý cái có khách đến liền. Cái sức mạnh của nút quảng cáo nhân đôi trong 15 giây. À đủ. Cuối cùng là mình vẫn phải bấm xem quảng cáo á. Không thể nào mà thoát nổi được cái định mệnh đấy. Bây giờ nào, ăn đi. Cho mày phục vụ cho mày ăn hết đi. Ăn cho no nê vào nhá. Bọn gà, rồi bọn thỏ, bọn gấu, bọn chồn, bọn nó lôi hết cả họ hàng hàng hốc cho nó đến để ăn đấy các bạn ạ. Mà cũng đúng thôi. Cả có một cái khu rừng nào mà có thể có một tiệm bánh của mèo cả. Khu rừng này là khu rừng đặc biệt nhất cái cỏ đất này còn gì nữa. Gì đây, mua cái cây mà cũng 1.500 đồng à? Thế nhờ, tôi phải mua thôi. Rồi, mua xong nó đâu rồi? Rồi, vứt cái cây vào trong góc tường. Không hiểu luôn á. Bây giờ lại phải đợi khách đến và nhiệm vụ của mình là phải nhận được 8 đơn. Trời ơi, mà khách bây giờ là một con số không tròn chỉnh. Thì lấy đâu ra khách đây? Không đủ làm gì cả. Ô, bánh mì muối. Nếu mà mình đã bán được đủ 50 đơn thì mình sẽ được 1.500. Mình sẽ dùng 1.500 đô để mình nâng cấp bánh này lên cấp 2. Chà. Ơ, thử nâng cấp thế nào. Nâng cấp. À, là giá bán của nó sẽ tăng lên. Hy vọng là độ ngon nó cũng tăng lên theo. Chứ bây giờ mà tăng giá mà chất lượng nó như cũ là chết nha. Mà lạ nhỉ, bọn này ăn xong rồi bọn này nó vẫn còn lởn va lởn vởn trong cái quán của mình làm gì. Ăn xong rồi thì đi ra ngoài, cho người ta khách khác còn vào còn chỗ mà ăn. Ngồi lì ở đấy, ngồi thì order thêm nhá. Không có cái kiểu là lượn la lượn lờ trong cái quán của tôi đâu. Nhanh ra khẩn trương đây. Bạn có muốn nhân 2 tiền miễn phí không? Có. Không ai chê tiền miễn phí cả nhá. Lửa miễn phí người ta còn lấy nữa là còn tiền miễn phí. Free Fire sống dài là huyền thoại. Thế còn gì nữa đây này? Nhặt tiền miễn phí. Điên rồi. Tất cả mọi thứ miễn phí đưa hết đây. Give me everything free. Nãy là xoay gacha cái này gọi là tuyển bồi bàn là có mất tiền mà giờ lại free à? Ha, game thú vị đấy. Nào. Xoay được con Shih Tzu mà cấp độ C à? Hơi bèo nhỉ. Gacha này hơi kén các bạn ạ. Tính năng của nó là thêm tiền bo cho bồi bàn là 30%. À, cũng được. Mặc dù mình cũng không hiểu rằng là cái game này thì cần bồi bàn làm cái quái gì luôn đấy các bạn ạ. Thật sự không hiểu cần làm gì luôn. Khách thì không có, đòi bồi bàn. Oh my god. Trời má, giờ mình mới biết là bấm vào đây là nó gọi khách đến á. Mình chơi game này giờ gần nửa tiếng rồi mà mình mới biết cái chức năng này luôn. Hóa ra là bấm vào đây là nó thích xem quảng cáo để gọi khách. Còn cái này là để gọi khách đến bằng thủ công, bằng tay. Trời ơi, tại sao tôi không biết cái này. Khách đến nữa đi. Đó. Trời ơi, tại sao mình không biết cái này sớm hơn nhỉ? Theo mình đánh giá, đây là một trò chơi mà nó vô cùng là chill, mà sẽ giúp cho các bạn có thể giết thời gian cực kỳ tốt luôn. Và đặc biệt là với bạn nào mà yêu mèo như mình nữa. Ngồi đây nhiệm vụ lại bắt mình là đi bấm nút quảng cáo. Là cái này là bấm quảng cáo nè. Thảo nào, ok. Cuối cùng thì nó vẫn bắt mình là nhiệm vụ là xem quảng cáo ạ. Trên đời này có nhiệm vụ là bắt xem quảng cáo ạ. Bọn này nhà phát hành game là gọi là hút máu trắng trợn luôn. Thôi được rồi, sơ thôi. Tiệm bánh của mình thì vẫn đang trong quá trình là đón khách và phục vụ khách. Nên là mình sẽ tập trung vào làm kinh tế. Còn các bạn thích trò này thì tải về nhá. Tên game thì mình có ở đầu video. Mình cũng sẽ để ở phần mô tả và phần bình luận để cho các bạn tải về chơi. Để cho các bạn có thể tự tạo nên tiệm bánh mèo dành riêng cho các bạn nha.